2021, bên cạnh những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc chống dịch COVID-19, cũng là một năm có nhiều vụ án, hàng loạt cán bộ, nhân viên y tế bị khởi tố. Trong năm 2022, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, trang thiết bị, công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, cũng như là tăng cường kỷ cương, kỷ luật về quản lý nhà nước trong hoạt động của ngành. Và thưa quý vị, năm 2022 cũng là năm an toàn giao thông. Mới đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phát động ra quân năm an toàn giao thông 2022 và được cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Và tôi là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Mức kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Sơn là khiển trách. Việc kỷ luật là do ông Nguyễn Trường Sơn đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, nhiều đơn vị và cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội. Thưa quý vị, Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng tội danh với hai nhân sự thuộc Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03, Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Thanh Hùng, Vụ Phó Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên quan vụ án này, C03 khởi tố 8 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, C03 khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 12 bị can trên. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc công ty này về tội đưa hối lộ. Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ. Đây là động thái mới nhất của cơ quan điều tra sau gần nửa tháng khởi tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, cùng Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, vào sáng ngày 6 tháng 1, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phát động ra quân năm an toàn giao thông 2022 và được cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Phát biểu chỉ đạo và phát động năm an toàn giao thông 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nêu bật những kết quả đạt được trong năm an toàn giao thông 2021. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, thì tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với năm 2020. Đặc biệt, số người chết giảm xuống dưới 5.800 người. Ùn tắc giao thông từng bước được kiểm soát, cơ bản khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do kiểm soát dịch COVID-19. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ngoài những nguyên nhân khách quan, những kết quả đạt được đã khẳng định các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Đảng, Chính phủ và của các ngành các cấp đã
đã và đang thực hiện trong những năm qua, trong năm 2021 là đúng đắn và hiệu quả theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới. Năm 2022 và có thể là một vài năm tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới, đòi hỏi triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tương ứng với nhịp độ phát triển kinh tế, sự gia tăng nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện, đồng thời đảm bảo phòng chống sự lây nhiễm dịch bệnh trong giao thông vận tải và trong quá trình thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 mục tiêu, gồm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh. Không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông, vận tải, cùng với thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công điện số 1725 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Đặc biệt cần quan tâm đến công tác chỉnh trang, hoàn thiện, đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông gắn với tổ chức tốt công tác vận tải hàng hóa, hành khách, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng dịch, không để người dân không được về quê ăn Tết do thiếu phương tiện vận tải, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Đây là hai nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông và làm tăng tỷ lệ thương vong trong các dịp lễ Tết. Không vì Tết mà nể nang, xuê xoa trong xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao thông và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 mục tiêu gồm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hàng năm giảm tải tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh. Không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải, cùng với thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Để thực hiện được các mục tiêu trên, thì Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.